bản thân chị nha, thì chị sợ chị nói này em buồn, nhưng mà do đây là tánh của chị thích. Chị thích em nào hoặc là bạn nào á có hơi mũm mĩm tròn tròn vậy, chị thích lắm. Nhà chị có chị hai chị á, chị đặt tên bà trái mập, mà mỗi lần bà ốm chị buồn hả, chị nói xuống mấy cái gì không cho, tại có những cái con người mà xuống nó không có đẹp, phải để cái hình thể đó ôm nó mới đã. Dạ. Thấy không? À, có nhiều người á, có nhiều ông anh á cũng tâm sự với việc Cương, nếu mà tôi lấy vợ, tôi lấy cái người tròn tròn ôm đã, không thích mấy cô người mẫu, mặc dù coi thấy đẹp ốm vậy thôi, nhưng cho chọn vẫn thích chọn mũm mĩm. Dạ. Đặc biệt bé trắng trắng dễ thương, hát cái bài học sinh, trời chỉ nhớ hồi đi học và tự nhiên cái bé hát rất là mộc mạc, không có phải là hay hay là phải cần khen, nhưng mà làm cho gần gũi, chị rất là thích. Không biết hai anh chàng sao. Dạ. Nhưng riêng bản thân tôi, nếu tôi là chị vợ, em vợ, má vợ, tôi sẽ chịu. À, tôi gọi rất là cuốn trăng đầy đặn nét ngày nở nang là con bé này. Ôm đã, trắng trắng cưng. Cảm ơn chị Việt Hương. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.